Chuyện này, nào, Y Luyến à, xem nào, xem nào. Sao lại không vui nữa rồi? Ai khiến cho cháu không vui thế? Nói chú nghe xem nào. Ai khiến cháu không vui, chúng ta cũng sẽ khiến người đó không vui. Sao có thể dạy trẻ con như vậy chứ? Dạy hư nó đó. Chú hỏi cháu nè, có phải không thích cô ấy không? Chú nhìn cái biết liền. Nói xem, cô làm gì mà khiến cho Y Luyến của chúng ta không vui vậy hả? Người ta ghét cô thế này, đến mắt cũng sắp lật ngược lên rồi. Tôi không biết, hôm nay là lần đầu chúng tôi gặp nhau mà. Hiểu rồi, nhất định là bởi vì cô quá là xinh đẹp, cho nên cháu mới ghét cô phải không? Không phải chứ. Thiên Lạc, vì sao hôm nay lại đến đón cháu muộn? Chú vì sao chứ? Chính là vì bà già này sao? Ê, chúng ta không thể gọi người ta là bà già được, như vậy không tốt. Chúng ta gọi là gì? Chị, gọi là chị chứ. Bà già. Ê, xem, sao lại tức giận rồi, hả? Cháu nói cho chú nghe, tại sao lại không thích cô ấy vậy hả? Cho dù không thích cô ấy, cũng không thể nói chuyện với người ta thế được. Nói như vậy người ta không vui đâu, sẽ đau lòng đó biết không? Cho dù người ta nhìn bề ngoài hơi già một chút. Nè, ai già hả? Tôi trẻ hơn anh nhiều đó có biết không? Cô nhìn bề ngoài của hai chúng ta mà xem, rõ ràng là cách nhau vài bậc liền à. Đúng không? Tôi nói cho cô biết nè, đừng bao giờ tức giận với trẻ con. Cô mà chấp trẻ con thì EQ của cô từ đây hạ thấp xuống tận đây này biết chưa? Còn nữa, cô mà chấp với trẻ con thì người thua vĩnh viễn chính là cô. Thiên Lạc, cô ấy là ai? Sao chú không cùng Y Nhiễm đến đón cháu? Bạn nhỏ, không được gọi gì là bà già. Phải gọi là gì? Đúng, là gì? Gọi chị. Gọi chị, biết chưa? Bà là bà già xấu xí. Gọi chị. Bà già. Alo, Y Nhiễm. Đúng, đón rồi. Chúng tôi sẽ đến quán cà phê dưới công ty chỗ cô. Được rồi, không được gọi vậy. Được rồi, cúp đây. Bà già, gọi chị, bà già. Thôi, được rồi, không cãi nhau nữa. Ngoan, chúng ta đi gặp Y Nhiễm nào, có được không? Ai nói tôi già chứ? Ai mà không biết còn tưởng tôi 18-19 tuổi. Đúng, cô vốn dĩ chỉ 18-19. Thôi đừng soi gương nữa, soi nữa già đó. Cô không xinh bằng Y Nhiễm. Lâm Thiên Lạc không được thích cô ấy nghe chưa? Chú. Chà, bé tí thế này đã biết ghen thay cho chị mình rồi. Chị nói cho em nghe, sau này sẽ phải ghen nhiều đấy. Đến rồi. Chào cô Mai. Sao cô Mai cũng ở đây? Hôm nay tôi đang ở cùng Thiên Lạc nên đi đón Y Luyến cùng ảnh. Y Luyến, hôm nay chị tăng ca nên không thể đón em đúng giờ. Nhưng may mà có Thiên Lạc và chị gái này, em có phải nên cảm ơn hai người họ không? Anh Thiên Lạc, cảm ơn anh đã đón em nha. Ừ. Nè, sao chị cảm ơn có một mình chú? Chị ấy cũng đi đón cùng với chú mà. Sao không cảm ơn chứ? Đúng rồi, hôm nay chị cố ý đến đón em mà. Vốn dĩ chị và Thiên Lạc đang bận, vừa nghe không có ai đón em liền nhanh chóng qua đón. Có phải nên cảm ơn chị nữa không hả? Em muốn ăn kem. Y Luyến, muốn ăn thật sao? Muốn ăn thì đi, chúng ta đi mua nè. Chuyện này, Y Luyến rất đáng yêu. Nhưng mà tôi cảm thấy không được chiều trẻ con quá đâu. Giờ cô bé còn nhỏ, sau này đi học cấp 1, cấp 2, nếu còn thế này sẽ bị người khác bắt nạt, đúng không? Nè, con bé là em gái ruột của cô sao? Đúng thế. Ồ, vậy ba mẹ cô sinh hai chị em cách xa nhau quá nhỉ? Ba mẹ cô cũng lớn tuổi rồi, không chăm sóc được cho cô bé. Cô vừa chăm vừa phải đi làm nữa, cũng không thể lo hết được. Như vậy cũng tội cho cô bé quá. À,
À, đương nhiên là chuyện này không liên quan gì tôi. Tôi chỉ là quan tâm đến Thiên Lạc. Thiên Lạc cũng chuyện mình phải làm, cũng không phải cứ gọi là đến ngay. Cô nói có đúng không? Đúng, sau này tôi sẽ sắp xếp thời gian với Thiên Lạc. Có ăn ngon không? Kem mà Thiên Lạc mua cho cháu là ngon nhất mà. Thiệt là biết nói chuyện. Chú có phải là em bé ngoan không? Chú đương nhiên là em bé ngoan rồi, làm sao? Vậy sau này có thể đừng đi cùng bà già đó đến đón cháu không vậy? Nè, người ta không phải là bà già, người ta có tên, tên là Mai Lan Ni. Cháu nói cho chú nghe vì sao gọi cô ấy là bà già không hả? Tại vì không thích. Cháu chỉ thích chú và Y Nhiễm cùng đến đón cháu. Vậy chú hỏi cháu, cháu có phải là bé ngoan không? Đương nhiên rồi. Vậy chú cảm thấy hôm nay Y Luyến làm như vậy là không đúng đâu. Không được đặt biệt danh cho người khác, cũng không được gọi người ta là bà già. Người ta thích cháu nên mới đến đón cháu, có phải không? Cho nên chú thấy lát nữa quay về, cháu phải nói cảm ơn với chị Mai Lan Ni có được không? Vừa mới nói cháu là em bé ngoan đâu rồi. Được thôi. Được, vậy chúng ta móc nghéo đi. Móc nghéo 100 năm không được thay đổi, sau đó đóng dấu. Được rồi. Được rồi. Chúng ta vừa ăn vừa đi về. Được, đi thôi nào. Đúng là đứa bé ngoan. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì hình như cô là bạn gái của Đàm Thiếu Vũ. Đúng. Chuyện này tôi chỉ là quan tâm đến Thiên Lạc mà thôi. Hơn nữa Thiên Lạc cũng là bạn của Thiếu Vũ. Cô không vui sao hả? Tôi không vui. Tại sao? Vì cô là bạn gái của Lâm Thiên Lạc, mà tôi lại quan tâm đến Thiên Lạc, cho nên tôi cảm thấy là cô đang không vui. Tôi rất hiểu sự lo lắng của cô. Tôi cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Con người Thiên Lạc rất tốt, rất có tình có nghĩa, cho nên có chuyện gì còn cần mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Đương nhiên, tôi tin chúng ta sẽ trở thành bạn bè tốt. Tôi cũng rất thân với Ngải Bảo và Lôi Lôi nữa. Nhưng mà Đàm Thiếu Vũ chính là bạn trai tôi mà cô nhìn thấy hôm trước. Tính tình anh ấy có hơi kỳ lạ, có lẽ không dễ gần. Nhưng mà tôi tin chỉ cần cô để tâm đến anh ấy một chút thì mối quan hệ của hai người sẽ rất là tốt đấy. Chúng em về rồi. Về rồi sao? Ăn có ngon không? Chú vừa nói với cháu thế nào nào? Có phải cháu nên cảm ơn dì Mai Lan đi không hả? Cảm ơn chị hôm nay đã đến đón em nha. Vậy mới ngoan chứ. Này, Y Nhiễm, cô muốn ăn gì tôi gọi cho. Không còn sớm nữa, hay là chúng ta về nhà ăn cơm? Chúng ta về nhà được không? Về nhà thôi. Được, về nhà. Để chị lấy cặp sách cho em. Chúng ta đeo cặp sách lên, về nhà thôi. Tôi vừa nói chuyện với Y Nhiễm, tôi cảm thấy cô ấy rất nhiều chỗ kỳ lạ. Chúng ta phải điều tra cho kỹ. Biết rồi. Kín kẽ một chút nghe chưa, đừng hành động lỗ mãng. Thiên Lạc, ăn tối thế nào? Y Luyến đâu? Có lẽ ban ngày chơi mệt quá cho nên đang ngủ. Đợi con bé ngủ dậy rồi ăn. Đúng là chơi mệt thật. Anh rất thân với bạn gái của Đàm Thiếu Vũ sao? Không thân lắm, mà sao? À, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh đừng gần gũi bạn gái người khác quá thôi, tránh bị người ta nói ra nói vào á. Cô nói với tôi chỉ vì chuyện này sao? Thật ra hôm đó ở nhà của Đàm Thiếu Vũ, anh đồng ý để tôi làm bạn gái của anh. Tôi còn cho rằng anh sẽ nhân cơ hội đó để tỏ tình với tôi. Nhưng mà do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng mà thì cũng không sao, tôi không để ý. Anh đã giúp tôi rất là nhiều, báo đáp anh cũng là chuyện nên làm.
Chuyện này là do tôi không suy nghĩ chu đáo. Không có lần sau đâu. Tôi xin lỗi nhé. Alo, đã xong chưa? Không vấn đề gì. Anh đừng để cho cô ấy nghi ngờ. Loại chuyện như theo dõi này cần kỹ thuật cao lắm mới làm được. Anh phải đảm bảo khoảng cách, đảm bảo có thể tìm được chỗ nấp bất cứ khi nào nữa kìa. Được rồi, không nói với cô nữa nghe chưa? Anh, nghe tiếng động này có lẽ cô ấy đã ra khỏi cửa rồi. Tôi phải nhanh chóng đi theo. Được, phải mang theo máy ảnh, phải có vật chứng. Vật chứng, tôi biết rồi. Alo, alo, thế nào rồi? Đến công ty của cô ấy chưa? Tôi đã đến trước cửa công ty của cô ấy rồi đây nè. Tôi phải theo vào sao? Đi theo vào đi. Còn nữa tôi nói cho anh biết nè, đại học mà mọi người học không có y nhiễm. Cấp 3 tôi cũng điều tra luôn rồi, không có y nhiễm nào cả. Cô ấy cũng chưa từng ra nước ngoài. Cô ấy cũng không phải là bạn học của Thiếu Vũ luôn. Cho nên hai người họ quen nhau kiểu gì? Được, được, tôi biết rồi, tôi cúp máy đây. Nhìn xem có phải anh Lâm không? Anh Lâm, chào anh. Anh đến tìm tổng giám đốc Đàm sao? Đúng đúng đúng, tôi đến tìm Đàm Thiếu Vũ. Được, để tôi hỏi giúp anh. Đừng đừng đừng, tôi cũng không có chuyện gì lớn cả. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Thì không cần làm phiền đến cậu ấy vậy đâu. Được, vậy anh cứ tự nhiên. Được được được. Thank you.
Nè, làm gì vậy? Chụp trộm sao? Không có, phong cảnh nơi này rất đẹp. Mình chụp lấy cảnh một chút, lỡ sau này có chụp cái gì thì đến chỗ cậu chụp, rất đẹp. Lệ Tân nói cậu đến tìm mình. Đến tìm cậu đi ăn cơm. Đi thôi, đi. Lén lén lúc lúc. Đâu có, cảnh nơi này đẹp thiệt mà. Không ăn nữa sao? Chiều nay công ty có cuộc họp, ăn nhiều dễ buồn ngủ lắm. Mình phát hiện có những lúc cậu rất ác với bản thân mình. Khi còn học đại học, mình nhớ một ngày cậu học thuộc 80 từ đơn tiếng Anh, kiên trì 4 năm liền. Còn có năm thứ hai kiểm tra sức khỏe, phát hiện ra cậu bị bệnh nhuyễn xương đúng không? Phải đeo cái gì như áo giáp, kính không một khe hở luôn đó. Cả một mùa hè 24 tiếng không hề tháo xuống luôn. Cho nên có rất nhiều người cảm thấy mình kỳ lạ, không dễ gần, không giống với số đông. Nhưng mà nói đến đây cũng phải cảm ơn cậu đó Thiên Lạc à. Bao nhiêu năm nay cậu vẫn cứ làm bạn với mình, chỉ có cậu chịu được mình thôi. Còn về Ngại Bảo thì sau lưng nói mình thế nào, nghĩ thế nào về mình đều biết hết. Con người cậu ấy mà, chỉ là tính cách hơi thẳng một chút, chưa bao giờ cậu ấy coi cậu là người ngoài. Bao nhiêu năm rồi ai mà không hiểu chứ. Mình không để trong lòng. Không để trong lòng. Vậy sao sinh nhật không gọi tụi mình, còn để cho Mai Lan đi tổ chức cho cậu chứ? Cậu và Y Nhiễm yêu nhau từ khi nào? Vậy cậu và Y Nhiễm quen nhau từ lúc nào? Dạo này Mai Lan đi rất là kỳ lạ. Thân thân bí bí không thấy người đâu, đi sớm về muộn. Mình nghĩ có lẽ cô ấy rất gần gũi với cậu đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu liền ra nước ngoài. Suốt mấy năm đó cũng không thấy liên hệ với mình, cũng không thấy cậu nhắc đến những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Không phải, vừa nãy hỏi cậu chuyện cậu và Y Nhiễm cũng không có ý gì khác đâu. Chỉ là muốn nhắc nhở cậu, cậu là người sắp kết hôn rồi, không thể cái gì cũng muốn. Có những thứ muốn quá nhiều thứ, đến cuối cùng sẽ chẳng có được gì. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho mình biết, con người phải biết đủ. Cậu muốn có một đáp án khẳng định từ chỗ của mình, phải không? Chiều nay công ty có cuộc họp, mình đi trước đây, nhớ ăn hết nghe. Tôi tốn thời gian một ngày mạo hiểm mấy lần bị kẻ địch phát hiện, thậm chí còn có nguy hiểm hy sinh tính mạng mới chụp được những thứ này đó. Đều là cái gì không à? Cô nhìn cho kỹ vô đi. Trong khoảng thời gian tôi chụp ảnh, Đàm Thiếu Vũ đã nhìn Y Nhiễm 16 lần, Y Nhiễm nhìn Đàm Thiếu Vũ 10 lần. Bình quân mỗi tiếng phải nhìn đến vài lần. Cũng tỉ mỉ lắm đó. Đương nhiên rồi, đối với tôi đây là chuyện nhỏ. Ý của anh là mỗi một tiếng Đàm Thiếu Vũ nhìn Y Nhiễm 2 cho đến 3 lần. Nói lên điều gì chứ? Chuyện đó nói lên điều gì? Đây không nói lên điều gì hả? Chính xác mà nói là không nói lên điều gì cả. Khi Đàm Thiếu Vũ nhìn Y Nhiễm, có phải Y Nhiễm đang làm việc khác không hả? Trong thế giới động vật, động vật có sự chú ý bản năng đối với những thứ đang sống. Theo ý cô mà nói, nếu như tôi ở vị trí Y Nhiễm, Đàm Thiếu Vũ cũng có thể nhìn tôi nhiều lần như vậy. Có lẽ còn nhiều hơn nữa. Theo như ý cô nói thì hai người họ không có chuyện gì phải không? Vậy cũng không chắc. Anh nói xem còn phát hiện gì khác không? Sau đó tôi bị phát hiện rồi. Nhưng tôi giả vờ là đến tìm Đàm Thiếu Vũ đi ăn cơm. Nhưng mà khi ăn cơm, có nói đến một vài chuyện nghe rất là kỳ lạ. Tôi cứ có cảm giác hình như cậu ấy đang muốn ám chỉ điều gì đó. Đã nói gì rồi? Đều nói những thứ linh tinh gì đó thôi ạ. Nhưng mà
Những câu tôi hỏi cậu ấy đều không trả lời tôi. Những câu cậu ấy hỏi tôi cũng không trả lời. Nhưng trọng tâm của vấn đề đều là y nhiễm. Tôi biết rồi. Tôi biết anh ấy có ý gì rồi. Ý của anh ấy là muốn anh tránh xa y nhiễm ra, sau đó quý trọng tôi. Trời đất, nói lung tung cái gì vậy hả? Sao mỗi lần mà tôi phân tích vấn đề thì cô đều trả lời mang theo cái cảm giác vô cùng tự luyến vậy? Cái gì mà tự luyến chứ? Tôi chỉ phân tích vấn đề một cách khách quan nghiêm túc mà thôi. Và nói xem anh ấy có ý gì. Anh ấy muốn anh quý trọng ai? Quý trọng ai thì cũng không thể là cô. Anh đừng tự mình đa tình nghe chưa? Đừng đùa chứ, tôi mới cần anh quý trọng đấy. Chà, được, 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 được. Vậy có phải là điểm bắt đầu của chúng ta có vấn đề? Hả? Lẽ nào bỏ cuộc như vậy sao? Cô đấy, để tôi suy nghĩ một chút xem nào. Có phải cô nên về rồi không? Cô mà về muộn, Đàm Thiếu Vũ đuổi việc thì cô lại không có nhà để về đâu đó. Vậy tôi về trước đi. Suy nghĩ cho kỹ. Chị à, chị qua bên đó đi. Nơi này có em là được rồi. Chào anh. Những sản phẩm kinh điển và nổi tiếng nhất của chúng tôi đều ở trong này. Anh có thể tùy ý lựa chọn. Này này này, anh đi đâu vậy? Lát nữa chỗ này có người bao quán rồi, nên không có ngồi được đâu. Nếu như anh muốn ngồi thì ra bên ngoài. Bên ngoài nóng lắm. Hơn nữa, bên trong đây còn chỗ. Không, đều có người hết rồi. Lát nữa người ta đến đủ sẽ bắt đầu. Thật ngại quá thưa anh, nếu như anh cảm thấy bên ngoài quá nóng á, có thể mời anh đến chỗ khác nha. Rất xin lỗi. Cà phê lạnh. Anh ấy ngồi thêm lúc nữa sẽ cảm nắng đấy. Không sao, không sao. Đang vui lắm. Uống cà phê ngồi tắm nắng. Vậy cậu cũng không thể mặc kệ chị mình được. Chị ấy đã ngồi trong đó lâu lắm rồi. Để chị ấy yên tĩnh cũng rất tốt. Thank you.
Chị Đan à, hay là chúng ta ra ngoài đi. Chị nói xem, hai người, một người ngồi ngoài tắm nắng, một người thì buồn thiêu trong này, đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi không hiểu vì sao em trai cô ấy lại đề phòng tôi như vậy. Vì sao cô ấy lại nghe lời em trai mình như thế? Những chuyện này anh phải tự mình suy nghĩ, không tiện nói ra đâu. Tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi à. Alo, cô Quỳnh đã đồng ý chuyện gì với tôi sao? Chuyện gì chứ? Hôm nay là chủ nhật, cô đã đồng ý chuyện gì hả? Được, tôi biết rồi. Tôi thay quần áo xong sẽ qua đó liền. Được, chào. Hộp sắt nhỏ đầu giường của tôi đâu? Hộp sắt gì? Hộp sắt nhỏ? Hộp sắt thế nào? Anh làm gì vậy? Anh buông tôi ra. Anh làm gì? Anh điên rồi hả? Đàm Thiếu Vũ. Đàm Thiếu Vũ. Đàm Thiếu Vũ, anh làm gì vậy? Anh bị điên hả? Anh điên rồi sao? Mới sáng sớm anh phát điên cái gì vậy chứ? Hộp sắt nhỏ tôi để đây đâu? Tôi không biết. Cô không biết. Căn phòng này chỉ có tôi và cô có thể vào. Sao lại chỉ có thể là tôi, không thể là ăn trộm sao? Quý như thế không cất kỹ. Anh để đây ai cũng có thể lấy đi được. Dựa vào cái gì mà lại là tôi? Tôi không biết. Mai Lan đi. Tôi nhắc nhở cô nghe chưa, căn nhà này là của tôi. Tôi chỉ thấy cô đáng thương nên mới để cô ở lại đây. Nhưng từ lúc tôi có lòng đồng tình với cô chưa bao giờ để tôi được yên hết á. Cho nên mời cô rời khỏi đây ngay lập tức. Sáng sớm tôi thu dọn phòng đã để nó ở trong tủ. Anh vừa lòng chưa? Mới sáng sớm ra anh la hét cái gì chứ? Có lòng tốt lại bị lừa đá. Thảo nào không ai quan tâm tới anh cả. Anh đáng đời lắm.
Tổng giám đốc Đàm. À đúng rồi, chiều nay có cuộc họp, cô chuẩn bị tài liệu đi nhé. Được. Xin chào. Không phải chứ, cô đi xe ăn mặc kiểu gì vậy? Thế nào, rất đẹp phải không? Cô ý chuẩn bị vì ngày hôm nay đó. Đẹp cái quỷ gì chứ? Chúng ta đi xe đạp vòng quanh hồ. Cô đi cái xe này, ăn mặc thế này không phải muốn chết sao? Cô đắc ý cái gì chứ, đẹp cái gì? Thế nào, tôi thích đắc ý, tôi thích đẹp đó. Anh quản được chắc, quản cô đó. Nếu như muốn đi xe đạp quanh hồ với chúng tôi, đi xe của tôi đi. Tôi không cần nha, xấu như vậy tôi không đi đâu. Không, không đi đúng không? Không đi, không đi, đi về đi. Nè, anh có lộn không vậy? Hôm nay là anh cầu xin tôi đến đây. Nếu như cô đã đồng ý tham gia vào hoạt động này, phải tuân thủ quy định của hoạt động chứ. Tôi gửi email nói rõ quy định, chế độ đến hòm thư của mỗi người, cô xem chưa? Tôi bảo cô mấy giờ tới, cô đến đúng giờ chưa? Cô đã đi xe đạp mà tôi bảo chưa? Cô nhìn xem người ta ăn mặc thế nào, còn cô thì sao? Không mặc giống người ta thì cũng mặc giống tôi chứ. Còn cô xem thế này mà được sao? Cô nói xem cô đến đây làm gì vậy? Anh có phiền không vậy? Anh đến tuổi trung niên rồi hả? Được, được, được. Cô có đi không? Không đi. Không đi, đi về đi. Về thì về. Tôi còn lâu mới muốn tham gia cùng anh. Cô xem, cô xem. Bệnh tiểu thư lại phát tác lên rồi. Tôi biết ngay cô không đi nổi một vòng. Đi cái xe này đến đây là cố ý, có đúng không? Cố ý cho tôi xem phải không? Nếu cô không đi được một vòng thì cứ nhận thua đi. Đổi xe. Lắc cái gì vậy hả? Người già lắc không hả? Có phải cản xe ngắn lắm không? Biết rồi con hỏi hả? Tôi nói cho cô biết nghe chưa? Loại xe này có thể không đi thì đừng đi nghe chưa? Đi nhiều loại xe này sẽ bị ngốc đó. Cô nhìn tôi đi cái xe này xem, đến cả điểm cân bằng cũng không có. Tranh thủ lúc còn tỉnh táo, mau chóng đưa cái xe này cho người khác, hãm hại người khác đó. Hoặc là bán nó đi. Đợi đã. Lại lại làm sao nữa vậy hả? Cởi giày làm gì? Không che đất bẩn à? Không bẩn, gần gũi với thiên nhiên chứ. Cất cho tôi. Nè, hai chúng ta nói về Đàm Thiếu Vũ xem nào. Cô ở cùng với cậu ấy một thời gian dài như vậy, thấy cậu ấy là người như thế nào hả? Chúng ta đừng nói đến ảnh có được không? Bất hứng lắm. Tôi nghe nói Đàm Thiếu Vũ đúng là một con người kỳ lạ. Sáng sớm hôm nay tôi có lòng tốt quét dọn phòng cho ảnh, vậy mà tôi di chuyển một cái hộp sắt nhỏ qua vị trí khác một chút, anh ta không tìm được, đã làm ầm lên. Chuyện đó có gì lớn đâu chứ. Không tìm thấy hỏi tôi từ từ không được sao? Tôi chịu luôn đó. Đúng là không chịu nổi luôn. Thật đáng ghét. Con người cậu ấy chính là như vậy đó. Không biết trong lòng cậu ấy có những nguyên tắc với biên giới gì. Nếu như có người không biết động vào một trong những nguyên tắc và ranh giới đó, cậu ấy sẽ nổi khùng lên thôi. Quen là tốt rồi, quen là tốt.
Ai mà quen tốt rồi ai quen được với ảnh chứ? Tôi sẽ bị tức chết trước khi quen được. Được rồi, không tức giận nữa. Chúng ta nói cái khác. Nhưng mà hôm nay thật sự là ngày đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ từ ngày nhà tôi xảy ra chuyện tới giờ. Không khí rất trong lành. Không sai, tôi không lừa cô chứ. Ừ, thực ra trong thành phố này, nơi yên tĩnh như thế này không còn nhiều nữa đâu. Có những lúc tâm trạng không được tốt, đạp xe đi một vòng quanh cái hồ này nè, cho dù trong lòng có chuyện gì cũng sẽ bay hết. Chớp mắt một cái là không còn gì nữa cả. Đúng là rất sáng sủa. Ừ, tâm trạng tốt lên ngay lập tức nữa. Tôi quyết định rồi. Tôi phải nhanh chóng đi tìm công việc. Hả? Cái gì? Tìm công việc. Anh có việc gì phù hợp mau nói cho tôi biết. Tôi phải mau chóng tự lập. Chà, bắt đầu có chí tiến thủ từ hồi nào vậy? Trước đây thích đi giày cao gót, nhưng mà chẳng có tác dụng gì, cũng rất mệt. Cởi giày ra rồi mới cảm thấy thực tế là cảm giác như thế nào. Cuối cùng cũng về rồi. Chà, cậu đến khi nào thế? Đợi cậu lâu rồi đó. Xem cậu làm gì mà mình không đến tìm cậu thì khẳng định cậu sẽ không đi tìm mình. Có ý gì chứ? Nói thiệt đi, hôm nay đã làm những gì rồi? Lôi bạn gái tôi đi đâu vậy? Ái chà, cậu đang nói đến cô bạn gái nào vậy hả? Đừng giả vờ, chính là người đó. Chính là cái người mà hôm nay đã ở cùng với cậu cả ngày. Hôm nay mình tổ chức hoạt động ngoài trời, gọi cô ấy cùng đến tham gia, không phải chỉ có hai tụi mình, còn cả một đội xe. Thật sự không có chuyện gì, thật sự không có. Con người cậu thế nào mình biết, hôm nay mình đến tìm cậu là muốn cậu làm người hòa giải. Hôm nay cô ấy đã nói với mình rồi, hai người thế nào hả, cãi nhau sao? Cậu xem, rất gần gũi với cậu đấy chứ, có chuyện gì cũng nói. Đúng thế, cãi nhau rồi, cứng đối cứng cũng không thèm để ý đến mình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có vẻ sẽ bỏ nhà ra đi luôn đó. Người ta là con gái, nếu như thực sự bỏ nhà ra đi, nếu như xảy ra chuyện gì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đúng không? Mình cảm thấy chuyện này cậu phải trực tiếp nói chuyện với cô. Người ta chê cậu quản quá rộng, can thiệp đến tự do của cô ấy rồi. Cậu đó, cậu đừng dùng quy định của người nhà giàu để yêu cầu người ta. Dù sao trước đây căn nhà đó cũng là nhà của cô ấy mà. Được rồi, nếu không thì chuyện này để mình làm chủ cho. Hẹn hai người các cậu ra ngoài, mình sẽ ở giữa làm cầu hòa giải cho hai người được không? Nghe theo cậu đó. Đúng rồi, cậu và Y Nhiễm thế nào rồi? Rất tốt. Mình đang nghĩ, nếu như không được thì gọi thêm cả Y Nhiễm ra, bốn người cùng nhau ăn cơm. Con gái thì sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn. Nếu như hai người đàn ông chúng ta nói chuyện không được với cô ấy thì làm sao? Ý cậu là gọi cả Y Nhiễm đến sao? Đúng. Vậy hai cô gái, vậy loại hòa giải này con gái không thích hợp lắm đâu. Có gì mà không thích hợp? Lẽ nào giữa hai người họ có chuyện gì sao? Giữa họ không có chuyện gì cả, nhưng chỉ là cậu cứ chỉ là úp úp mở mở nói thẳng ra xem nào, được hay không? Có tiện hay không? Được. Tiện, nếu cậu muốn mình gọi đến cho cậu. Nói đi, hôm nay gọi bạn tiểu thư ra đây là có chuyện gì? Tôi chỉ muốn hỏi cô và Thiếu Vũ cãi nhau đến mức nào? Hôm trước á, tôi không nghe cô nói rõ. Sau đó Thiếu Vũ nói với tôi cô hình như muốn dọn ra khỏi nhà. Là vì anh ấy phải không? Được, hai người nói đi, tôi đi trước đây. Đừng. Thiếu Vũ đặc biệt đến tìm tôi, nói chuyện hai người cãi nhau, và qua đó thì nhờ tôi hòa giải giúp mà. Vốn dĩ đang nói bình thường, đột nhiên cậu ấy nhắc đến Y Nhiễm, nói là hãy gọi cả Y Nhiễm đến, làm tôi không biết phản ứng ra sao luôn đó. Ý anh là lát nữa hai người họ sẽ đến hả? Anh Lâm cũng rộng lượng thật đó, bạn gái mà để người khác đưa đến luôn sao? Có thể đừng nhắc đến chuyện khác có được không?
Được rồi, tôi nói đùa thôi. Xem như hai chúng ta đến xem kịch. Tôi không cảm thấy đây là trò đùa. Tôi thấy Đàm Thiếu Vũ có ý thật lòng muốn dỗ cô quay về nhà. Đúng không? Tôi cảm thấy cô đừng tức giận với cậu ấy nữa. Đàm Thiếu Vũ cũng tốt lắm đó. Tôi thấy hai người có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau. Rất tốt đấy. Nhìn tôi. Làm gì? Nhìn vô mắt tôi đây nè. Tôi nhìn đây nè. Mắt tôi nhìn thấy chính là hạnh phúc mà tôi muốn. Đến rồi à? Vào bàn luôn đi. Đây đây, cô ngồi đây. Nào, Y Nhiễm, ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đi nào. Là như thế này. Trước khi hai người đến thì chúng tôi có nói chuyện riêng một chút. Tôi cho rằng bạn trai bạn gái cãi nhau không phải chuyện gì lớn, đúng không? Nói ra hết là không có chuyện gì. Chuyện xin lỗi thì làm gì có phải thế nào đó, đúng không? Lần này là tôi đã nói nặng lời, là do tôi có thái độ không tốt. Cô đừng để trong lòng. Nói chuyện đi là chắc chắn sẽ chuyển đi. Mọi người cứ nói chuyện đi. Tôi đi trước đây. Tạm biệt. Đừng. Tôi thấy lúc nên nói chuyện thì vẫn phải nói chứ. Đừng có hơi một chút là dở tính tình. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng. Đúng thế cô Mai à. Tuy rằng tôi mới tới công ty của tổng giám đốc Đàm không lâu, nhưng mà tôi có thể cảm giác được anh ấy rất để ý đến cô. Nếu không thì hôm nay đã không gọi Thiên Lạc với tôi đến đây rồi. Nếu như đã đến thì mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, nói hết những chuyện không vui, những uất ức trong lòng mình ra ngoài, cùng nhau nói rõ lòng mình. Như vậy có được không nào? Đúng. Đúng không? Tôi cảm thấy tôi đã hơi quá. Vì công việc bận rộn không quan tâm đến em là do lỗi của tôi. Còn nữa, sau khi em rời đi, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, cả người cứ như người mất hồn. Tôi đã tự hỏi chính mình, tôi nghĩ là vì không có em trong nhà. Cho nên, Lan Ni à, hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không làm em thất vọng đâu. Chúc phúc cho hai người cô Mai. Không, tôi không giận nữa chứ. Không giận nữa, chúng ta gọi món thôi nào. Đúng. Gọi món thôi. Gọi món đi. Được, nếu như hai người đã làm hòa thì nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành. Em gái tôi còn đang ở nhà một mình, tôi xin được về trước. Cần tài xế đưa cô về không? Không cần đâu. Thiên Lạc. Hả? Tôi cái đó. Chúng tôi đi trước đây. Thôi, cậu về trước đi. Trời ạ, diễn tốt như vậy cho ai coi chứ? Cô có cần phải kích động như vậy không? Hai người họ mới ở bên nhau không bao lâu, cô có muốn chen vào cũng không chen được. Thiên Lạc không chấp nhận cô đâu. Nếu như làm quá đáng thì sẽ bị người ta bài xích khỏi cuộc sống của họ đó. Đừng nói tôi không nhắc nhở cô. Người mà tin tưởng vào tình yêu đến cuối cùng á, sẽ không có kết quả gì tốt cả. Hai người họ thật hạnh phúc. Tuy rằng có mâu thuẫn cãi nhau, nhưng đến cuối cùng cũng sẽ tha thứ cho đối phương. Nghĩ đến đoạn tình cảm trước đây của tôi, cảm thấy thật ngưỡng mộ họ. Hy vọng là tôi có thể hạnh phúc được như họ. Lôi. Trời ạ. Ngài ở đây làm cái gì vậy hả? Nỗi buồn thực sự thì không có ai chia sẻ được. Anh chỉ có thể đổi nó từ đầu vai này sang đầu bên kia thôi à.
Tôi nói chứ, những nhà thơ mới của Trung Quốc bây giờ xuất hiện như măng mọc sau mưa vậy. Hóa ra là do thất bại trong tình cảm à? Tình cảm cái gì chứ? Là lòng tự trọng đó. Người như Tiết Tinh Tinh, cho không em cũng không cần. Này, hiểu rõ sự thật nha. Giờ là cậu có cho không người ta cũng không cần, cậu hiểu chưa? Em không hiểu. Em đường đường là nam nhi bảy thước, dựa vào cái gì coi thường em chứ? Cô ta không phải chỉ là chuẩn thạc sĩ thôi sao? Em còn là nhân viên công vụ, dựa vào cái gì? Dừng lại, đừng nhập diễn sâu quá. Cậu chỉ là nhân viên của cửa hàng thôi. Dựa vào biểu hiện làm việc của cậu hiện giờ, tôi chưa đuổi việc cậu là tốt lắm rồi. Đừng có nằm mơ về ban ngày nữa. Đợi đã, vở kịch này là ai thiết kế cho em hả? Nếu như không có chuyện của Lý Ngải Bảo, không có anh đề ra cái ý kiến này, em sẽ biến thành dáng vẻ như thế này sao? Sao cậu không nghĩ lại lý do cậu bị loại là gì hả? Chúng ta vì để Tiết Tinh Tinh cắn câu, chúng ta đã nghiên cứu khá lâu. Nhân viên sở công thương, tiền lương, đãi ngộ, địa vị xã hội đều là những thứ mà Tiết Tinh Tinh yêu cầu mà. Theo như cậu nói thì tại sao một người chuẩn bị thi lên thạc sĩ như cô ấy lại coi thường cậu, một nhân viên công vụ đường đường nam nhi cao bảy thước chứ? Được, do em kém quá. Đều là do em kém quá có phải không? Em kém vậy mà hai anh còn chọn em đi. Cậu nhìn mình đi, nhìn mình đi. Vấn đề là thái độ. Đúng, chúng tôi thiết kế tên mới, thân phận mới, gia đình mới cho cậu. Nhưng chuyện này không có nghĩa là Lôi Lôi phải biến thành Lý Lôi Lôi. Người Lý Lôi Lôi theo đuổi phải là Hàn Mai Mai. Người Lôi Lôi cậu theo đuổi là Tiết Tinh Tinh. Là có ý gì? Tôi nói cậu phản ứng chậm mà cậu còn không thừa nhận. Vở kịch này là giả. Cậu càng gần với nội dung vở kịch thì càng bó chân bó tay. Không thả lỏng thì làm sao mà diễn được? Người ta hỏi cậu cái gì cậu cũng phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới dám nói. Cậu nghĩ xem, bình thường cậu cũng thế này sao? Sẽ như vậy sao? Tiết Tinh Tinh không phải muốn tìm một con rể nhiều tiền. Cô ta có yêu cầu về vật chất, nhưng cũng có yêu cầu về mặt tinh thần. Nếu không với xuất thân của Lý Ngải Bảo thì sao cô ta lại đồng ý gả cho cậu ấy được chứ hả? Cậu không thể để cho cô ta chiếm lợi thế hơn được. Những cô gái chỉ nhìn là đã biết cứng mềm, đều không nghe. Vậy có nghĩa là người ta đã nghĩ xem bước tiếp theo phải làm thế nào rồi. Chỉ cần cậu khiến cho cô ta không biết phải làm thế nào tiếp theo, không chừng cậu có cơ hội chiến thắng. Còn nữa, cậu nhớ kỹ, cậu phải khiến cho cô ta quên đi Lý Lôi Lôi giả đó, nghe chưa? Nè, cậu đi đâu hả? Em đi tìm cô ta. Đi bây giờ sao? Em phải để cho cô ta biết ai là Lôi Lôi chân chính. Giờ đang là thời gian đi làm việc mà. Tổng giám đốc Đàm, vào đi. Ở trong này là báo cáo của năm ngoái, tôi đã phân loại từng phòng hết rồi. Gửi đến phòng tin đi. Vâng. Hôm đó là anh sao? Cái gì là tôi? Không sao. Tối nay đi gặp tổng giám đốc Trương với tôi đi. Tôi có vấn đề gì sao? Không có. Đây là tài liệu của năm ngoái mà. Nhưng đây là tổng giám đốc Đàm bảo tôi làm. Tổng giám đốc Đàm nhiều việc, có lẽ đã nhớ nhầm rồi. Tôi phải mất 3 buổi tối mới làm xong. Mấy người không nhầm chứ? Lời này của cô là có ý gì vậy? Bắt ép tôi phải nhận sao? Không có. Làm phiền anh rồi. Thật sự không chịu nổi người mới mà. Anh nói tối qua Đàm Thiếu Vũ diễn vở kịch gì vậy hả? Cô nói như vậy, tối hôm qua tôi nghĩ cả tối mà cũng không hiểu. Cô nói câu nói đó của Đàm Thiếu Vũ có phải là nói cho Y Nhiễm nghe không? Rất rõ ràng đó, hơn nữa Y Nhiễm cũng bị những lời đó của Thiếu Vũ kích thích. Nó đỡ cho ảnh nữa, không sai. Hơn nữa câu nói đó của Y Nhiễm rõ ràng đang phản kích lại Đàm Thiếu Vũ. Cô nói xem giữa hai người họ phải có chuyện gì đó phải không?
Bây giờ Y Nhiễm đang làm việc ở công ty của Đàm Thiếu Vũ. Có phải là trong lúc làm việc, hai người đó có khúc mắc gì không nhỉ? Rất quan tâm Y Nhiễm đó chứ. Không phải quan tâm. Đừng hiểu lầm nhé. Chúng tôi chỉ là quan hệ bình thường. Chỉ là bà nội tôi bảo tôi phải chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn. Hai người đó cứ diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác. Tôi cũng không biết trong lòng họ đang nghĩ gì nữa. Tóm lại chuyện này không đơn giản đâu. Vậy thì cô thử đoán xem. Cô cảm thấy chuyện này không đơn giản là không đơn giản như thế nào hả? Giả sử như, một là hai người họ đã quen nhau từ trước, có nợ nần gì đó mà còn chưa trả hết. Chuyện này không thể nào. Y Nhiễm người ta lớn lên ở Hồ Nam, chưa đến đây bao giờ sao mà quen nhau được. Giả thiết thứ hai, Y Nhiễm và Đàm Thiếu Vũ là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ là không muốn cho hai người biết. Sao cô không đi viết kịch phim truyền hình đi hả? Thứ ba là Đàm Thiếu Vũ thích Y Nhiễm. Vậy cô thử nói xem Đàm Thiếu Vũ thích Y Nhiễm bao nhiêu? Giống như tôi thích anh vậy đó. Sao cô lại thế rồi? Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói Đàm Thiếu Vũ và Y Nhiễm nữa. Nói đến cô đi. Cô tìm công việc của cô thế nào rồi hả? Thôi được rồi, bây giờ thị trường người ta cạnh tranh kịch liệt lắm. Tôi không có chút kinh nghiệm làm việc nào, vô cùng khó khăn. Sao mà vừa nhắc đến là cô lại nói khó khăn rồi? Tôi nói cho cô nghe. Được rồi, tôi không muốn nghe đau đầu. Cái cô này sao lại không muốn nghe lời khuyên chứ? Tôi nói cô nghe, công việc là vô cùng quan trọng, cô biết không? Một phần bí xanh, một phần cải thảo. Được, cảm ơn. Cô giáo Tiết, anh là? Tôi là Lôi Lôi. Xin lỗi, tôi không nhớ. Chúng ta đã từng xem mắt. Cô giáo Tiết à, hôm nay tôi không mang ví tiền. Cô có thể cho tôi vay 10 đồng có được không? Đủ chưa? Cô giáo Tiết à, hình như là không đủ lắm. Hay là cô cho tôi vay thêm 10 đồng nữa có được không? Gì ạ? Cho hai bát mì hầm. Bữa hôm nay tôi mời cô, nào nào. Bạn học à, chúng tôi đi cùng nhau, cậu có thể lùi vào ở bên trong một chút có được không ạ? À? Được. Cảm ơn. Không sao. Cô giáo Tiết à, cô là cô giáo chắc phải mang theo giấy và bút chứ. Cô viết giấy nợ cho tôi, con người tôi không thích nợ ai. Không cần đâu. Cô giáo Tiết à, sao tôi thấy cô có vẻ đứng ngồi không yên vậy? Cô bị mất đồ sao? Tôi ăn xong rồi, anh cứ ăn từ từ nha. Đợi đã. Cô ăn xong rồi nhưng tôi thì chưa ăn đâu. Lẽ nào giảng viên đại học như cô không hiểu lễ phép sao ạ? Giờ học tự chọn của tôi sắp bắt đầu rồi. Lớp tự chọn 6 giờ mới bắt đầu mà. Giờ còn chưa tới 5 giờ. Cô nói dối cũng rõ ràng quá rồi đó. Tôi phải đi trang điểm nữa, không được sao? Trang điểm? Cô đâu có cần trang điểm. Không phải ngày nào cô cũng giả vờ rồi sao? Anh có ý gì vậy? Tôi có ý gì hả? Tiết Tinh Tinh cô có gì giỏi chứ? Không phải cô chỉ đi một đôi giày thể thao trắng thôi sao? Giả vờ trong sạch gì chứ? Anh có thể đừng đi theo tôi được không? Tôi đi con đường này thì làm sao? Cô nộp học phí chứ không phải nộp phí sửa đường nghe chưa? Tôi đi đường nào thì liên quan gì đến cô? Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy hả? Tiết Tinh Tinh, tôi biết ngày đó đi xem mắt cô không vừa ý tôi, nhưng mà cô cũng phải tôn trọng giữ thể diện cho tôi chứ. Anh đã xong chưa? Tôi chưa xong. Tôi muốn cô phải cảm nhận được cảm giác này của tôi ngày hôm đó. Vừa nãy cô xấu hổ ở nhà ăn bao nhiêu, hôm đó tôi cũng xấu hổ bấy nhiêu đó. Lôi Lôi, anh bệnh hả? Hôm nay tôi nói thẳng cho anh biết, chúng ta không hợp. Anh không phải hình mẫu tôi muốn.
Tiết Tinh Tinh, cô không phải hình mẫu mà tôi muốn luôn đó. Đừng có mà mơ tưởng tình yêu và vật chất đi kèm với nhau. Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Nằm mơ đi, tôi khinh đó. Còn tình yêu, anh chính là đồ đường tăng thối. Suốt ngày chỉ biết nói đạo lý mê hoặc chính mình, lừa dối các cô gái nhỏ tự nghĩ mình có văn hóa, thật ra chỉ là một thằng lừa đảo. Tôi khi nào nói tôi không tôn trọng anh hả? Vậy anh đã tôn trọng tôi chưa? Lần đầu tiên gặp anh đến muộn, còn ở đó nói chuyện đương nhiên ép tôi phải bán tiếng cười nịnh bợ anh dựa vào cái gì chứ? Anh cho rằng giáo viên rất dễ bắt nạt có phải không hả? Tôi nói cho anh một câu cuối cùng nè, chỉ có người tự tin như anh mới cảm thấy người khác đang lên mặt với mình. Tôi ghét nhất loại người như anh đó, nghe chưa? Cô cái gì chứ? Loại đàn ông thối như anh ở đây làm nũng cái gì nữa? Tôi nói cho anh biết nghe chưa, anh là đồ á, không phải đàn ông. Có đến mức như vậy không hả? Anh đã đỡ hơn chưa? Nếu như lúc nãy tôi làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh thì cho tôi xin lỗi. Tôi... Lau đi, lau đi. Cô nói xem, một thằng đàn ông như tôi tại sao lại chấp nhận với cô như thế chứ? Nước mũi cũng chảy ra luôn rồi kìa. Đừng có mà mơ tưởng tình yêu và vật chất đi kèm nhau. Tôi nói cho cô biết không có cửa đâu, nằm mơ đi. Cậu vừa khóc vừa cười. Tôi hỏi cậu, rốt cuộc người ta đồng ý hay chưa? Đúng, quan trọng nhất là người ta đồng ý chưa. Cô ấy nói chưa đồng ý, cũng chưa nói là không đồng ý. Không phải chứ, vậy hai người nói nửa ngày. Nói cái gì vậy? Em lúc đó chỉ là nhất thời, và em không biết mình đã nói gì nữa. Vậy cô nói xem hai người này như thế này là được hay là không được vậy? Được, nghe thấy chưa? Được, tôi cảm thấy cậu phải cố gắng kiên trì tiếp tục, đừng bỏ cuộc. Đúng, đừng thả lỏng, sau này càng khó hơn. Không sai. Đoạn video này cậu tự mình giữ lấy đi, nhỡ đâu sau này sẽ dùng trong buổi lễ kết hôn đó. Lượng đi. Nào, chúng ta uống thêm một chén. Đây đây. Sếp Trương, tôi cầu xin ông, tôi thực sự không uống được nữa rồi. Để tôi nghỉ ngơi một chút, tôi uống trước kính cô. Không phải đâu, sếp Trương. Tiểu Nhiễm à, không uống là không nể mặt tôi đâu đó. Được, tôi uống. Chậm thôi. Thật đúng là con gái. Ánh mắt của tổng giám đốc Đàm thiệt là sáng suốt. Cùng nhảy với tôi nào. Sếp Trương, tôi có hơi chóng mặt, tôi thực sự không nhảy nổi. Ông đừng rớt thêm nữa, chúng ta uống thêm một chén nữa thế nào. Tôi thực sự không uống nổi nữa. Hôm nay tôi vui nể mặt tôi một chút đi. Uống thêm một chén. Nào, mặc kệ cậu ấy, uống đi. Chúng ta thật là, sếp Trương, tôi không uống nổi nữa, tôi đi nôn đã. Tiểu Nhiễm, Tổng giám đốc Đàm,
Tối nay để Tiểu Nhiễm đi cùng tôi thế nào? Tôi không hiểu ý của ông lắm. Tổng giám đốc Đàm đang nói đùa sao? Ý của tôi thế nào, cậu còn không hiểu sao? Tổng giám đốc Trương uống nhiều rồi, để tôi gọi tài xế đưa ông về. Nếu như Tiểu Nhiễm đi cùng tôi, chuyện hợp đồng tôi có thể giải quyết ngay bây giờ luôn đó. Thế nào? Alo, đến đón người giúp tôi đi. Tôi để Y Nhiễm đợi ông ở trên xe. Chúng ta bàn tiếp về các điều khoản cụ thể của hợp đồng. Sau đó, tài xế sẽ đưa hai người về khách sạn. Thế nào? Được. Bây giờ tôi có thể ký hợp đồng ngay được với cậu luôn đó. Tổng giám đốc Đàm. Tổng giám đốc Đàm. Tổng giám đốc Đàm. Tôi không ăn sáng đâu, tôi đi làm luôn đây, sắp muộn mất. Đừng. Đã nấu xong rồi, ăn vài miếng khoảng 5 phút thôi mà. Cũng được. Để tôi. Tối hôm qua làm sao vậy? Uống nhiều quá. Phải uống rượu với khách. Khách hàng gì mà phải uống rượu nhiều vậy? Để lát nữa tôi gọi điện cho Thiếu Vũ. Lần sau những chuyện thế này đừng đi nữa. Không cần đâu, chỉ có một lần này thôi à. Lần sau tôi không đi nữa. Không ăn nữa đâu. Nếu không thì đến muộn mất. Hôm nay về muộn, đi đây. Nè, chỉ ăn một ít thế thôi sao? Mai Lan đi. Có chuyện gì? Có chuyện này tôi muốn bàn với cô. Bàn với tôi hả? Có phải anh lại định đào hố để tôi nhảy vô không? Cô... Có phải cô rất không thích Y Nhiễm phải không? Là có ý gì? Tôi muốn nhờ cô giúp tôi một chuyện. Hơn nữa tôi cảm thấy chuyện này là chuyện mà cô luôn muốn làm. Anh muốn tôi chia rẽ Thiên Lạc với Y Nhiễm có phải không hả? Cô nói đó. Tôi không có ý này. Ý tôi là quan hệ của hai người đó hiện tại đang rất là tốt. Chúng ta là bạn tốt thì nên chúc phúc cho họ chứ. Có phải anh hiểu nhầm Y Nhiễm chuyện gì không hả? Không có hiểu nhầm gì cả. Là bạn của Thiên Lạc, tôi cũng giống mọi người hy vọng Thiên Lạc không bị lừa. Mà với Ý Nhiễm, lần đầu tiên tôi ấn tượng với cô ấy là cô ấy tiếp cận Thiên Lạc có mục đích đó. Tôi cần cô giúp người bạn này của tôi nhìn rõ sự thật, hiểu rõ ra được những cái gọi là bộ mặt thật của người phụ nữ này. Theo những gì tôi quan sát được, hôm sinh nhật anh, đó không phải là lần đầu tiên mà anh và Y Nhiễm gặp nhau. Mai Lan đi, cô lạc đề rồi đó. Tôi vừa nói đến Y Nhiễm và Thiên Lạc. Y Nhiễm tiếp cận Thiên Lạc không có gì ngoài việc muốn có được cuộc sống cô ấy muốn thôi. Vậy cô ấy muốn cuộc sống thế nào? Muốn cuộc sống thế nào không phải đơn giản sao? Giống với đại đa số cuộc sống mà các cô gái muốn. Có tiền tiêu không hết, tùy ý mua quần áo đẹp, những lời khen nghe mãi không chán.
Vậy thì càng không cần phải tìm thiên lạc. Thiên lạc không thể thỏa mãn những điều kiện đó. Với vị trí hiện tại của ý nhiễm, cô ấy chỉ có thể tìm thiên lạc thôi. Hơn nữa, sau khi lấy hết mọi thứ của thiên lạc, cô ấy sẽ đứng trên vai của cậu ấy, tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch. Con gái như ý nhiễm không bao giờ làm việc không có mục đích, không bao giờ kết bạn với những người không giúp ích được cho cô ấy. Anh nói hình như cũng đúng. Mỗi lần nói chuyện với cô ấy đều không đổi sắc mặt. Nói cái gì cũng không thể khiến cô ấy tức giận. Cũng không biết trong lòng cô ấy nghĩ gì nữa. Giống như một thanh kiếm chém vào một đống bọt biển vậy đó, mềm oặt sau đó bắn ngược trở lại. Anh nói xem có phải cô ấy từng bị tổn thương hay là có ám ảnh gì khi còn nhỏ không? Tôi không rõ có phải cô ấy từng bị tổn thương hay có ám ảnh gì đó không nữa. Tôi chỉ cảm thấy với tính cách và kinh nghiệm của cô bây giờ, không phải là đối thủ của cô ấy đâu. Vậy sao anh không tự đi nói với thiên lạc? Hơn nữa sao tôi phải giúp anh chứ? Không phải vừa nãy tôi đã nói với cô rồi sao? Điểm thứ nhất và cũng là điểm quan trọng nhất, tôi và cô có cùng điểm đó. Chúng ta đều là bạn của thiên lạc, hy vọng cậu ấy sống tốt, không bị lừa, bị người khác lợi dụng. Hơn nữa chuyện này chỉ có thể là do cô làm. Với thân phận hiện tại của tôi, tôi không tiện xuất hiện. Thứ hai, tôi thêm cho cô một điều kiện đi kèm. Hợp đồng trong này có chữ ký do đích thân ba cô ký. Trong đó có vài vấn đề liên quan đến kinh tế. Tuy rằng con số không lớn, tôi cũng đã bảo đối phương tạm hoãn. Hơn nữa nếu do công ty chúng tôi đứng ra giải quyết, vậy thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Nhưng nếu đi theo đúng quy trình của pháp luật, thì cô sẽ rất phiền phức. Ba tôi trong sạch. Sao lúc nào cô cũng ngây thơ ngốc nghếch như vậy? Ba cô nợ rất nhiều tiền, không chỉ nợ một nhà chúng tôi. Hơn nữa giờ tôi đang nhắc nhở cô, sau này cô phải dùng rất nhiều tiền đó. Tạm thời bây giờ không có vấn đề, không có nghĩa là vĩnh viễn cũng thế. Cho nên nếu như cô giúp tôi lần này, sau này chúng ta có thời gian bàn bạc về vấn đề tài chính được. Chúng ta không có vấn đề gì về tài chính. Ba tôi bị hãm hại. Ba cô có bị hãm hại hay không đâu có liên quan gì đến tôi. Tôi nói với cô một lần nữa, Lâm Thiên Lạc là bạn của tôi. Tôi sẽ giúp bạn mình, mà cô cũng sẽ giúp cậu ấy. Làm chuyện này không có gì tổn thất với cô cả. Nếu như cô không tin cũng không sao, nhưng cô có thể suy nghĩ xem vì sao y nhiễm lại tiếp cận Thiên Lạc của tôi chứ. Vì sao y nhiễm lại đột nhiên đến thành phố này, còn mang theo một cô em gái không lai lịch rõ ràng? Chuyện này rất đáng nghi. Đúng là chuyện này rất đáng nghi mà. Nếu cô còn không tin, tôi sẽ dạy cô một chiêu. Chiêu gì? Nhưng mà tôi phải nói trước, tôi kiên quyết không làm chuyện hãm hại người ta đâu đó. Dựa theo phán đoán của tôi với y nhiễm, cô ấy là một người vô cùng vật chất. Cô ấy biểu hiện mình thanh cao như thế là bởi vì dục vọng trong lòng chưa bị đốt cháy. Nếu như loại dục vọng này bị đốt cháy, vĩnh viễn sẽ không có cách nào dập tắt được. Mà chuyện tôi muốn cô làm chính là đốt cháy dục vọng đó. Anh muốn tôi biến cô ấy thành người ham vật chất, không phải là biến thành người ham vật chất mà vốn dĩ đã như thế. Cô chỉ cần thử sẽ biết những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa, sao cô lại nhẫn tâm để Thiên Lạc cưới một người phụ nữ thế này? Nhẫn tâm nhìn Thiên Lạc có ngày bị cô ấy khiến cho thương tích đầy mình sao? Nhưng mà Thiên Lạc là người tốt, anh ấy xứng đáng có được tình yêu mà. Đúng. Cho nên y nhiễm là một quả bom hẹn giờ bên cạnh Thiên Lạc, nói không chừng sẽ nổ bất cứ lúc nào. Rất nguy hiểm. Cho nên cô phải giúp cậu ấy. Huống hồ giúp Thiên Lạc cũng là đang giúp chính mình mà. Nhìn thấy người mà mình thích bị một người con gái nham hiểm, hơn nữa còn có xuất thân phức tạp cướp mất, xin hỏi trong lòng cô có được thoải mái không thế? Cô cảm thấy thế nào? Ủa, anh đang nói gì vậy? Anh nói linh tinh gì vậy? Ai thích ảnh chứ? Đừng nói linh tinh nghe. Bà Lan đi. Làm chuyện này với tôi, với cô, với Thiên Lạc, tất cả đều là chuyện tốt. Còn nữa, cái thẻ này không có mật mã. Cô có thể dùng tùy ý.
Alo, cô thấy thế nào rồi? Nếu như thấy mệt, tôi xin nghỉ giúp cô một ngày về nhà nghỉ ngơi. Thế nào? Không cần, tôi không sao. Anh không cần lo cho tôi. Vậy tối nay tôi đến đón cô. Tối nay anh không cần đến đón tôi. Giờ tôi đã tỉnh rượu rồi. Nếu như anh về nhà sớm được thì giúp tôi nấu ít cháo là được rồi. Được. Cháo sáng nay ăn được chứ? Ăn ngon lắm. Không ngờ anh cũng là người rất tỉ mỉ đó chứ. Tôi phải làm việc rồi, không nói chuyện với anh nữa. Về nhà gặp, tạm biệt. Tổng giám đốc Đàm. Tối hôm qua tổng giám đốc Trương rất vui khi uống rượu với cô. Cô không cần đến sở kế hoạch nữa. Cô mang cái này đi sở kế hoạch ngay bây giờ. Đi đi. Đây không phải là khách quen của cửa hàng chúng ta sao? Cậu đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với chị của cậu. Vì sao cô ấy lại như vậy? Đều đã như vậy rồi, còn nói cái gì nữa chứ? Tôi không hiểu. Rốt cuộc cậu có chỗ nào đặc biệt? Rõ ràng mỗi lần đều là rất tốt. Có lẽ chưa từng tốt. Thì sao hả? Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Được, được. Tạm biệt. Đi từ từ không tiễn. Cô Mai, cô đến tìm giám đốc Đàm sao hả? Không phải, tôi có việc ở gần đây. Nhớ ra cô làm việc ở đây nên qua thăm thôi. Vậy cô tìm tôi có chuyện gì sao? Tôi muốn tìm cô nói chuyện thôi. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi cảm thấy cô đã không giống với những cô gái khác đó. Cô vô cùng phóng khoáng. Thiên Lạc nói ở đây cô không có bạn bè gì, cho nên sau này chúng ta có thể làm bạn với nhau. Cô có thể gọi điện cho tôi. Có thể chỉ có hai chúng ta. Hay là bây giờ chúng ta đi quán bar? Bây giờ sao? Bây giờ thì không được. Bây giờ tôi còn có việc, phải đi đưa tài liệu. Chúng ta hẹn ngày khác đi. Y Nhiễm, tổng giám đốc Đàm nói tài liệu này để tôi đưa là được. Cô nghỉ ngơi đi. Đưa cho tôi. Vậy vất vả cho cô rồi. Đúng lúc. Tan làm rồi phải không? Cô cũng không cần đi đón Y Luyến. Tôi vừa nói đi quán bar. Cô đừng căng thẳng, tôi chỉ ví dụ vậy thôi. Chúng ta có thể đến quán cà phê ngồi nói chuyện, có được không? Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi luôn đi nào. Nhanh lên, đi thôi. Nhưng mà... Được, xong rồi. Hay là hôm nay tôi không làm nữa. Cô làm một mình đi. Làm gì vậy, tôi thanh toán tiền rồi mà. Giới thiệu cho cô ấy một chút. Vâng. Trà mật ong của chợ chúng tôi công dụng chủ yếu là giải độc, thư giãn. Công dụng của trà chanh là làm đẹp, giảm béo. Tinh dầu có chủ yếu là tác dụng an thần. Không biết hai cô yêu cầu gì? Làm đẹp, giảm béo được không? Được. Thế nào? Cảm thấy ổn chứ? Con gái thì phải đối xử tốt với bản thân mình một chút. Đừng suốt ngày suy nghĩ cho người khác. Bận rộn vì người khác thì thật có lỗi với bản thân đó. Bình thường tôi thấy cô ăn mặc đơn giản quá. Hai hôm trước tôi xem tạp chí có thấy quần áo mùa này của Grena và Cabana rất thích hợp với cô. Còn nữa, tôi cảm thấy sau này nếu như chúng ta có thời gian, có thể cùng nhau đi spa. Thế nào? Phụ nữ qua 25 tuổi sẽ già đi rất nhanh. Cái cô đang đeo trên tay là gì thế? Đây là Thiên Lạc tặng cho tôi để bảo hộ tôi đó. Thiên Lạc đối với cô tốt thật đấy. Tổng giám đốc Đàm đối xử với cô cũng rất tốt. Đàm Thiếu Vũ cũng thường thôi. Tôi nhìn ra được anh ấy rất yêu cô. Yêu? Cô quan sát không chính xác gì cả. Tôi tiếp xúc với anh ta một thời gian, vậy mà không nhìn ra anh ấy yêu ai hay không yêu ai. Xem ra hai người biết nhau khá lâu rồi nhỉ.
Chúng tôi có quen biết gì đâu, trước đây còn chưa gặp bao giờ. Vậy sao? Hôm đó tôi cảm thấy đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lần trước ở nhà cô là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đó. Y Nhiễm, cô có cảm thấy nếu như một người con gái sống một cuộc sống bình bình đạm đạm chính là tìm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như bao người, như vậy có phải là khô khan quá không hả? Mà cuộc đời á thì nên phong phú một chút. Con gái thì cũng có thể vật chất một chút, sống cuộc sống nhiều màu sắc một chút, như thế mới thú vị chứ. Có lẽ cô không hiểu lắm về gia đình của Thiên Lạc. Thực ra anh ấy vô cùng cần một cuộc sống yên bình. Giờ tôi có thể sống một cuộc sống bình đạm với anh ấy, đó cũng là một loại hưởng thụ của tôi rồi đó. Tôi rất thích cuộc sống như bây giờ. Rất thoải mái đúng không? Ừ. Cô có thường xuyên mua quần áo không thế? Cũng bình thường à. Tôi không có nhiều thời gian đi dạo, đều mua hết ở trên mạng. Mua trên mạng không có được đâu. Quần áo mà không được thử, hơn nữa cô gầy thế này chắc chắn rất khó mua được quần áo thích hợp. Hay là một lát nữa chúng ta... À, cửa hàng bên đó không tồi đâu, chúng ta qua đó xem đi. Không, hay là cô cứ đi dạo đi. Tôi không thể đi cùng với cô nữa, phải quay về thôi. Y Luyến không nhìn thấy tôi sẽ không ngủ được. Hôm nay cảm ơn cô nhiều đã khiến cô tốn kém rồi. Hôm khác nhất định tôi mời lại. Tôi đi tàu điện ngầm về là được rồi, cô không cần đưa tôi về đâu. Tạm biệt nhé. Vội gì chứ? Lại đau đầu sao? Tình hình hôm nay thế nào? Muốn đánh vào nội bộ của địch thì cần phải có rất nhiều thời gian và sức lực. Con người Y Nhiễm quá quê mùa. Nếu như mà muốn thay đổi cô ấy, biến cô ấy thành người vật chất thì phải bắt đầu từ con số không, vì cô ấy cái gì cũng không biết. Cô không biết thật hay là giả vờ không biết vậy hả? Tôi cảm thấy là thật. Con người cô ấy vô cùng cứng ngắc, phản ứng lại chậm nữa. Tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi nói Lâm Thiên Lạc là một người đàn ông rải lòng tốt đi khắp nơi, ngày thường cũng rất yêu thương chó nhỏ mèo nhỏ, chỉ còn thiếu một cậu, càng huống hồ là cô nữa thôi. Không hiểu. Cô ấy nghe không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu? Nếu như anh rõ phẩm tính của ấy như vậy thì anh tự mình đi cướp cô ấy về đi, sao còn nhờ tôi làm gì nữa? Thật là hai người còn ở cùng một công ty luôn đó, ra tay cũng tiện hơn chứ. Tôi đang nghĩ không biết có phải Thiên Lạc với Y Nhiễm đã chia tay nhau rồi không? Vậy sao? Không đâu, hôm nay cô ấy không hề nhắc đến. Nếu như vậy thật thì khả năng diễn xuất của cô ấy cũng thật tốt rồi. Loại con gái tâm cơ như Y Nhiễm đương nhiên sẽ biết diễn rồi. Cho nên cô rất khó tìm hiểu được trái tim cô ấy, làm bạn bè chân chính với cô. Nhưng mà không sao, cô chỉ cần giả vờ là chị em tốt với Y Nhiễm trước mặt Thiên Lạc là được rồi. Sau đó, để Thiên Lạc nhìn thấy sự thay đổi của Y Nhiễm, từ đó hiểu rõ bộ mặt thật của cô ấy. Nếu như cô ấy không có bộ mặt thật gì thì sao? Người ta vô dục vô cầu. Trên đời này không có ai là người vô dục vô cầu cả, chỉ là sự mê hoặc chưa đủ lớn mà thôi, cô hiểu chưa? Làm sao? Anh có thù hận gì lớn lao với Lâm Thiên Lạc hoặc là Y Nhiễm sao? Nếu không thì sao lại nghĩ ra chiêu âm hiểm như thế để chia rẽ người ta?
Đó là chuyện của tôi. Cô chỉ cần làm tốt chuyện của mình, đạt được mục đích của mình là được. Dù sao tôi đã nói tôi không đồng ý làm chuyện hãm hại người khác rồi đó. Có một mình sao? Lôi Lôi lại đi theo đuổi Tiết Tinh Tinh rồi sao? Đúng vậy. Tôi đang suy nghĩ xem có nên trừ lương của cậu ấy hay không đây. Trừ lương gì chứ? Là mấy anh bảo cậu ấy theo đuổi người ta. Cậu ấy không đòi thưởng là tốt lắm rồi. Nè, ngày hôm qua cô đi cùng với Y Nhiễm có phải không? Đúng thế. Cô ấy nói xấu tôi sao? Cô nói hôm qua cô đã làm gì đi? Không làm gì, tôi có thể làm gì chứ? Thế vì sao hôm qua sau khi về nhà cô ấy cứ khen cô? Khen tôi sao? Tôi còn tưởng rằng cô ấy không thích tôi đấy. Cái này nói lên nhân phẩm tôi tốt, cho nên tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không có gì, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau thôi, rồi đi spa gì đó. Được đấy, không nhìn ra cô cũng biết cách làm người. Qua đây, có chuyện này muốn nói với cô nè. Ngồi đi. Tôi đã tìm được công việc cho cô. Có hứng thú hay không? Công việc gì vậy? Trước đây cô học thiết kế, có biết vẽ không hả? Đương nhiên. Tôi tìm cho cô công việc thiết kế quảng cáo. Người này trước đây ba tôi có quen. Quảng cáo của công ty ba tôi đều do công ty của họ làm. Cho nên liền giới thiệu cô với họ một chút. Cảm ơn. Được, đợi có thời gian cụ thể tôi sẽ thông báo cho cô. Cô ngồi đây chơi hoặc là uống cái gì đó. Tôi đi lau xong những cái xe đạp còn lại đây nha.